Đà Khi Ô Ê, tinh thần thép. Em lâu lâu em thích là cái kiểu là bạn nam bụng mỡ, cái xong lâu lâu em banh áo rồi em chui vô cái bụng mỡ đó, cảm thấy nó ấm ấm làm sao. Trời ơi, đã hả? Coi như là em đang siêu âm cho anh vậy nha. Mà cái này là em siêu âm mỡ nha. Cái này em cần anh phải tăng lên chút xíu nữa. Thôi vậy chưa bự. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lần đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan, bạn tham gia chương trình và tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Quý, năm nay em 28 tuổi, hiện tại thì em đang kinh doanh mắt kính tại cửa hàng ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Rồi, bây giờ tới nhà gái. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả đang có mặt ở truyền hình cũng như quý khán giả đang xem đài chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Đào Thị Cẩm Giang, 28 tuổi, hiện đang là nha sĩ, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi làm nha sĩ đó nha. Hai bạn này hợp nhau nhỉ? Bên kia là bác sĩ về răng. Về răng. Dạ đúng rồi ạ. Vậy mai đi khám răng mắt Lan ơi. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta nói về điểm yếu và điểm mạnh của nhau đi. Nhà gái nói trước đi em. Dạ em thường có ưu điểm là thường em vui vẻ, rất là những lúc mà em thường hay làm trò mèo cho mọi người á. Thỉnh thoảng giống như là mọi người mà có gì buồn hay là bị áp là công việc hay là stress như thế nào á, thì em có thể là em quay một clip nhỏ, cái xong em bật nhạc lên, cái em kiếm cây chổi hay cây lau nhà gì đó, cái xong em đứng đàn, cái xong em nhảy, cái em gửi clip cho mọi người. Thế là mình tự làm luôn. Dạ đúng rồi, là em tự làm luôn. Còn nhược điểm của em là em rất là dễ giận, kiểu như tính em rất là nóng. Em cọc tính là em không làm được gì người ta hết. Là em sẽ đi, em lầm bầm, em la, em kiếm một chỗ vắng, em la á, to thiệt là to vậy á. Là em xấu ăn khi mà em đói, em rất là xấu tính. Là khi mà em ngủ á, em ngủ rất là say. Mọi người có thể rinh em đi mà em không biết luôn á. Trời ơi, cái đó nguy hiểm lắm đó. Dạ. Nói chung là những cái điểm yếu này nó cũng rất là vui, rất là dễ thương. Mà. Rồi, nhà trai. Dạ, điểm mạnh của em là em biết quan tâm và chăm lo cho sức khỏe mọi người, đặc biệt là người thân và con nít. Mình thích được hỗ trợ những người mà có hoàn cảnh khó khăn. Em thích tham gia những cái chương trình từ nguyện hoặc những chương trình thiện nguyện, để từ đó thì mình hiểu ra được những cái hoàn cảnh khó khăn, và từ đó thì mình sẽ cố gắng trong công việc để mình hỗ trợ cho mọi người được nhiều hơn. Với cái nhược điểm của em thì là em ít nói. Bên kia nói cũng hơi nhiều một chút, được rồi. Dạ. Hai bên hợp lý nhau. Bù trừ cho nhau. Dạ. Bây giờ thì mình nói chút xíu đường tình duyên đi em trai. Dạ em thì là em trải qua hai mối tình rồi ạ. Mối tình đầu tiên là em quen cách đây được 6 năm. Em quen bạn đó được 4 năm. Cái thời gian đó là em đang sống, làm việc và học ở bên Đài Loan 5 năm. Thì sau một thời gian đó thì em quyết định là em về Việt Nam. Còn bạn đó thì bạn định cư ở bên đó. Thế nên là bạn không đi đến được với nhau. Mối tình thứ hai là em mới về Vĩnh Cửu Đồng Nai em làm, thì em có quen một người bạn. Em tìm hiểu người bạn đó, nhưng mà sau một thời gian tìm hiểu khoảng 3-4 tháng thì em thấy không hợp, thế nên là em mới dừng lại. Tháng thôi. Dạ. Đó là tình ở bên đây đó, còn bên kia thì sao? Bên đây thì sao cưng? Hồi trước xưa thì em có quen một mối tình, nhưng mà do là tụi em yêu xa nhau, sau vì khoảng cách địa lý cho nên tụi em dừng lại. Tại vì anh ấy có ý định lập nghiệp ở bên nước ngoài. Vậy là không cùng quan điểm rồi. Dạ đúng rồi. Chỉ có một mối đó. Dạ đúng rồi. Rồi bên đây có một mối một hả ông ơi? Đó là nhược điểm của em, cũng là giống như em bị lụy tình á. Tức là em sống trong một mối quan hệ là em sống trọn vẹn cho cái mối quan hệ đó, cho cái chuyện tình cảm đó hả? Thật ra bên đây hai mối cũng như một mối. Mối kia có mấy tháng tìm hiểu mà. Bây giờ bỏ qua những chuyện cũ đi. Bây giờ chúng ta hãy hướng về tương lai. Bây giờ trong tương lai em muốn có một người yêu như thế nào? Dạ do là em thích nấu ăn. Cho nên là với lại là những dịp lễ Tết thì em ít khi đi chơi lắm ạ. Em thích ở nhà. Cho nên là em mong là bạn đó có thể cùng giống như là chia sẻ cho em những cái khoảnh khắc. Giống như là ở nhà thì có thể hai người có thể cùng nhau nấu ăn, hoặc là bật lên một bài nhạc chill cùng một ly rượu. Uống rượu được hả? Dạ không ạ, em thích ý là chill thôi, cầm chill chụp hình đó đúng không? Dạ đúng, chill chụp hình. Rồi bây giờ có cái điều gì mà mình không thích ở bạn trai nè? Em không thích bạn trai là bạn nam đừng có hút thuốc ạ. Tại vì em không có chịu được mùi thuốc, với lại vấn đề là em ưu tiên cho sức khỏe nhiều hơn. Chỉ có vậy thôi hả? Không, thứ nhất là... Mình đòi hỏi nhiều hơn đi em. Dạ nhiều chứ, từ chứ. Là bạn nam đó ở bề ngoài bạn đó đừng có kiểu giống như hoạt bát vui vẻ với mọi người, mà phải lạnh lùng. Tại vì hoạt bát mà vui vẻ với mọi người nhiều quá nên gái theo nhiều lắm, em không chịu. Trời ơi trời. Tôi cũng khổ lắm nha.
cái ca này tôi khổ lắm. Em không thích bạn nam sống muối nha, em thích bạn nam có bụng mỡ một chút ạ. Thích một muối. Một muối hả? Dạ đúng rồi. Ở đây rồi có ạ. Hai người chỉ có một người một muối thôi. Một người bên kia nhiều muối. Chào em. Dạ em chào chị. Điều đầu tiên chị sẽ hỏi em là em bao nhiêu muối? 4 muối ạ. Đang ngồi tính 4 muối. Tính dạ. 4 muối vậy chắc bụng đâu có mở đâu ha. Dạ có nhưng mà ít ạ. Ít hả? Thôi dạ. ít xài tạm tạm được em dạ, ơi. Dạ không sao đâu anh, em về em có thể nuôi vỏ béo anh để anh có bụng mở anh. Đó. Nhiều cô gái thích bụng mỡ, bụng mà bự ôm cho nó đã đúng không? Em lâu lâu em thích là cái kiểu là bạn nam bụng mỡ, cái xong lâu lâu em banh áo ra em chui vô cái bụng mỡ đó, cảm thấy nó ấm ấm làm sao. Trời ơi đã ha. Hay quá. Mấy chàng trai mà bụng một muối thì chúng ta hãy vui đi. Vì cuộc đời đâu phải lúc nào người ta cũng thích sáu muối đâu. Đúng rồi. Đúng không? Dạ, bây giờ là mình mong muốn có người bạn gái như thế nào? Dạ em mong muốn có một người bạn gái có cái lối sống đơn giản cùng với em để tham gia những cái hoạt động từ thiện được nhiều hơn nữa. Bạn này là chị thấy bạn này cũng rất là đơn giản, cũng không có thích chơi bời gì nhiều, ngoài cũng không bạn bè gì nhiều đâu. Dạ cái này thì anh yên tâm ha, tại vì em cũng có tham gia một cái nhóm từ thiện của chùa, cho nên em cũng thỉnh thoảng có hay đi từ thiện ạ. Cười nên cười là bên anh yên cười. Tâm là em sẽ đồng hành cùng anh ạ. Chào em gái. Chào chú Yên Linh ạ. Chừng nào con có thể cho đàn trai bước tới? Dạ thì khi nào anh tỏ tình với em thì em cho anh bước tới. Ngon lành. Ngon lành, câu này hay nè. Thì anh tỏ dạ. tình anh cầu hôn thì mới cho anh bước tới được. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng là cầu hôn càng sớm càng tốt, nếu như hợp lý ha. Dạ. Ok. Vậy là được rồi. Bây giờ là mình hỏi coi nhà gái đi với ai nè. Dạ hôm nay con đi cùng với lại bạn thân của con và bé em của con. Con là Mai Trinh, bạn thân của Cẩm Giang. Đến đây thì con cũng hỗ trợ tinh thần cho bạn để tìm được một nửa của mình như ý. Con thấy nãy giờ tinh thần phấn chấn không? Dạ thấy bạn nam thì cũng vui vẻ, hoạt bát, công việc ổn định. Nói chung là có nhiều điểm tương đồng đối với Giang á, nên là Giang suy nghĩ và quyết định đúng hai bạn này hợp không? Con nghĩ là hợp. Nếu Giang cảm thấy ok thì cho cơ hội tiến tới để tìm hiểu. Rồi được rồi. Bạn nam đi với ai cưng? Là em đi một mình. À rồi không sao, có chú Quyền Linh. Ê, tôi lo cho, tôi là mai là mối luôn cho. Bây giờ mở rào là tấn công liền nha. Mở rào. Một cô nha sĩ rất là dễ thương. Ủa, mình mở rào rồi mình nhìn qua nhìn mình nhìn nhau chào đi. Chào anh ạ. Em có món quà nhỏ gửi tới anh. Hy vọng là trong công việc anh có áp lực đến cách mấy thì anh cũng nghĩ là em anh còn chịu được thì huống chi mấy cái công việc đó. Ok. Dạ rồi, để anh cảm ơn. Đến với chương trình hôm nay thì mình có cái món quà là hai cuốn sách. Cuốn sách thứ nhất là có nội dung Đàn ông sao Hỏa và Đàn bà sao Kim. Yeah. Thì cuốn này thì mình đọc đi đọc lại nhiều lần rồi. Yeah. Thì nhân tiện qua chương trình thì mình xin được tặng bạn để bạn có lúc nào đó rảnh thì bạn có thể bạn đọc cuốn sách này. Yeah. Cuốn sách thứ hai là cuốn sách Quảng gánh lo đi và vui sống. Thì mình cũng đọc nhiều rồi thì. Dạ cảm ơn anh ha. Ừ. Năm mới cũng chúc anh thật nhiều sức khỏe. Mừng tuổi cho anh ạ. Okay, năm mới mình cũng chúc mừng sức khỏe bạn. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh là em cũng rất thích là đọc sách. Lúc nào mà bạn cần đọc sách thì cứ liên hệ với mình ha. Dạ rồi. Cái tủ cũng... sách của mình thì bạn đọc chắc khoảng 2 năm. Em cũng có rất nhiều sách nên hy vọng okay. là em với anh có thể trao đổi sách được với nhau. Vậy đỡ tốn tiền mua ha. Dạ rồi. Trời ơi. Rồi hai bạn về chỗ đi. Em có nhiều tật xấu lắm, anh có nhắm chịu nổi được tật xấu của em không? Em xấu ăn, xấu đói, xấu khi cả khi ngủ nữa. Cái đấy không sao đâu. Nhưng mà những khi em mà nóng tính là em hay quạo lắm á anh, em hay nói nhiều, em hay la làng la xóm, anh có chịu nổi không? Cái đấy mình lắng nghe được á, không có sao. Em thích con trai bụng bự á, anh có nhóm anh bụng bự để mà cho em ôm được không? Bây giờ đứng lên khoe cái bụng để coi người ta có mê cái bụng của mình hay không. Dạ. Thử coi, nàng có thể qua, nàng đứng đằng sau, nàng vòng tay lên đằng trước, nàng thử coi là cái bụng này nó có vừa ý nàng chưa, để người ta biết người ta tăng hay người ta giảm. Qua đây chú đổi cái bụng cho đi nè. Lên đây, lên đây con. Ủa đi lên đây cưng. Coi như là em đang siêu âm cho anh vậy nha. Mà cái này là đi. Em siêu âm mỡ nha. Ừ. Cái này ngon không? Em cần anh phải tăng lên chút xíu nữa. Thôi vậy chưa bự. Chút chú mở bụng cho bé coi. Bụng bé này lạ quá.
Mình tiếp tục câu chuyện đi nào. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em là em cần một người biết chia sẻ cho em. Tại vì đôi lúc là áp lực công việc á, cho nên là em chỉ muốn là nói ra hết được những cái áp lực trong lòng của em thôi. Thứ nhất, thứ hai là em muốn là trong chuyện tình cảm á, em hay nhõng nhẽo, kiểu giống như em là một người con giống như đứa con nít á. Bình thường em rất là độc lập, nhưng mà khi mà em quen rồi á, em muốn nhõng nhẽo á. Cái em cần là cần có sự bao dung đối với em. Tại vì và bản thân mỗi người phải hạ cái tôi. Cái đấy thì mình nghĩ mình sẽ làm được ha. Còn anh, quan điểm hôn nhân của anh như thế nào? Quan điểm hôn nhân của mình thì là mình muốn tìm một người bạn nữ có cái cuộc sống nó đơn giản, cái suy nghĩ cũng đơn giản. Bạn nữ đây nếu mà có khó khăn trong công việc ha, cuộc sống đấy, thì mình luôn luôn là người lắng nghe và chia sẻ giúp bạn ấy, để bạn ấy cảm thấy mà cuộc sống nó nhiều cái điều mà đáng trân trọng hơn. Dạ, em là thỉnh thoảng là kiểu như là vui vẻ thì em nói rất nhiều, nhưng mà khi em buồn lên á, em hay quậu, em ít nói lắm. Nhưng mà em đi cắn người, cho nên là anh có chịu nổi được cái tật cắn người của em không à? Cái đấy mình chịu được đó. Cái gì mà... được không? Dạ, em được cắn à. Là em cắn đau lắm á, anh có nhớ chịu nổi không á? Sẵn cái da heo để ở nhà á, mỗi lần anh giận lên thì đưa ra. Cũng mệt rồi đó. Nghe thấy đau. Ngày giận mấy lần chắc tan nát lời trai quá. Thôi bây giờ đâu thử em kiểm tra mắt bạn nữ coi. Thể hiện tài năng. Đúng rồi. Hiện tại bạn có thể bạn che một bên mắt được không? Bạn che mắt bên trái trước. Dạ rồi em tin. Bạn có nhìn những dòng chữ này được không? Dạ có. Rồi bạn nhìn được chữ này không? Dạ có. Rồi bạn che mắt bên phải đổi lại. Rồi bạn nhìn được những dòng chữ này không? Dạ không. Dòng chữ này bạn nhìn được không? Dạ có. Khi mà dòng chữ bên này thì bạn nhìn được không? Ủa gì vậy? Cái gì vậy mọi người? Ủa gì vậy? Kiểm tra mắt Lan. Bác sĩ mắt, kiểm tra mắt Lan thử coi. Ủa cái gì mà vỗ tay dữ vậy mà? Ủa tôi bỏ sót điều gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Thấy mắt tới gần nó mới thấy mắt Lan là thuộc con mắt gì vậy, bác sĩ? Mắt bị cận ạ. Cận quá đúng không? Dạ, cận mấy quá. Mấy độ đâu kiểm tra. Bây giờ nào bác sĩ đứng lên kiểm tra mắt Lan thử coi dạ. Chữa thế nào? Dạ, thì đeo mắt kính chứ gì đâu mà chữa. Kiểm tra thử coi. Phải đeo mắt kính. Hả? Phải đeo mắt kính. À, dạ. Dạ. Bây giờ nè, dạ. Tới nắm tay nha sĩ ha. Chia sẻ những cái cảm xúc của mình nãy giờ đối với nha sĩ. Ủa anh không nắm tay em hả? Đây, đưa đây. Hai tay đi. Thật tay được hả? Tay em lạnh lắm á. Ừ, ok. Cho anh 5 giây anh cảm nhận á. Hơi run. Hôm nay gặp anh thì em thấy như thế nào? Bề ngoài anh lạnh lùng rất thích, nhưng mà quan trọng vẫn là cái sự bao dung chia sẻ của cả hai và sự đồng hành trên con đường. Cái đó thì anh nghĩ là thời gian tới thì mình sẽ cố gắng mình hiểu nhau hơn trong cuộc sống ha. Anh có ngại đi xa không? Không. Tại từ Vĩnh Cửu mà lên Sài Gòn là đi xa lắm á. Trước anh còn đi Thiên Nguyệt tới Quảng Nam được lắm. Mình cũng thích đi như vậy, thế nên là mình không có ngại đường xa hết trơn ạ. Nhưng mà anh đi bằng xe máy hả? Ừ, có, mình đi bằng xe máy cũng có. Vậy anh đi xe máy anh có cần người ngồi sau ngồi ôm không? Có chứ, đang bay cho nó chắc chắn. Ủa em nói gì? Hả? Bữa sau nuôi cái bụng bự bự đi, em sẽ ngồi sau ôm á. Cái này là có cái thun thôi chứ không là bự hơn á. Có cái thun cuốn ngang gì đó. Rồi tới công chuyện luôn. Ủa em đang nghĩ cái gì? Em đang nghĩ cái câu để em nói hả? Dạ. Cái câu gì mới viết trong giấy cũng được á. Anh quay đằng sau kìa. Bác sĩ có thấy chữ này không? Mà anh thích em. Anh nói gì em nghe không có rõ. Anh có thể nói to hơn không? Anh thích em. Anh thích em. Em nghe rồi. Rồi được rồi. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định bằng chính nút bấm. Khi chúng ta bấm nó là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Có trách nhiệm với quyết định của mình nha các bạn. Không phải mình bấm để rồi chơi vui. Chúng ta nãy giờ có thể giỡn với nhau, đùa với nhau chút xíu, nhưng đã đến lúc chúng ta phải lắng lòng mình lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm đó cho nhiều người khác. Hãy làm theo sự mách bảo của con tim nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Dạ, chúc mừng em. Bây giờ chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi. Giờ khám tay đi. Chứ có kinh đan tay nha. Đó, đó đúng rồi, okay. Đó. Năm mới, tất cả mọi điều đều mới. Nè. Sẽ có tình yêu mới. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ chăm sóc tình yêu này cho đâm hoa, nở nhụy nha. Dạ. Rồi.